bão số 6 nát ghi, sắp đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ, dự kiến tâm bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Phú Yên. Trong ngày 10 tháng 11, hàng chục hộ dân đang nuôi trồng thủy hải sản trên các lòng bè ở đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu tất bật di chuyển tôm, cá đi chạy bão. Trước đó, cơn bão số 5 đổ bộ đã gây thiệt hại lớn cho người ngư dân Phú Yên nuôi trồng thủy hải sản ở đầm Cù Mông. thị xã Sông Cầu có 2.000 bè nổi, 70.000 lòng tôm hùm thịt, 23.800 lòng tôm hùm ươm và gần 6.000 lòng cá biển. Nhiều hộ thu hoạch số cá, tôm trong các lòng di chuyển, thả vào trong các lòng kính các địa cao. Các lòng kính này được neo chặt vào trong đất ở các địa đuôi giúp cá không đi ra ngoài nếu nước dâng cao trong bão. Cá được dứt từ lòng đuôi lên lòng nhỏ hơn để dễ dàng di chuyển. Rồi được vận chuyển bằng thuyền thúng vào khu vực địa cao hơn ở bên trong cơn bão số năm vừa rồi mình chủ quan nên không chuyển cá vào. Khi bão vào nước dân cao làm cá đi hết, mình thiệt hại gần 700 triệu. Giờ còn khoảng hơn 2.000 con mình phải giữ chứ không làm mất trắng. Ông Phan Song Thu Thôn Hòa Phú Xuân Hòa Thị xã Sông Cầu cho biết. Các ngư dân đang chạy đua với bão số 6 trước khi cơn bão giữ này đổ bộ.